Đừng có xịt ra ngoài sao nữa, nó không có ngoài sao mà đâu, yên tâm đi. Tao chết nhát lắm, làm gì mà nó là sau lưng tao được. Rồi. Rồi. Được một cục đen thui với hai con mắt đỏ chạy lại. Tôi tưởng đâu đó hết hồn. Tôi cũng ngán nhắm mắt lại. Thôi đi chết đi. Tôi lướt ngang một cái nữa thôi. Thì tới bây giờ tôi vẫn chưa trả lời được cái câu hỏi là nó là ma hay nó là quỷ hay nó là quái vật hay là nó là cái gì. Có được. Nói ta là đi vô như để hồn vậy thôi mà. Mày lại hù lần nữa hay sao? Gán rồi đi xuống cái lỗ đi cho nó rớt mà không rớt. Mẹ cô nghĩ chuyện gì sao? Thằng nào nặng như thế này hết. Không rớt mọi người. Rớt rồi. Rớt rồi. Gán như một người. Không. Làm đi qua được chưa? Không được rồi sao? Đi xuống đi sao nữa? Xuống sao? Ê! Ê! Biết leo cầu thang nhưng mà không biết xuống cầu thang. Ừ. Xuống sao? À! Đúng rồi. Ủa? Đi lùi. Rồi xuống. Xuống nữa. Đó. Vậy thôi hả? Nó hiểu nào? Vậy thôi á. Ngồi đi đâu? Đi lại cái chỗ mà cầu thang đi xuống á. Cái tiếng gì rồi cắm rồi sao đi anh nha.